Bật mí về nhà vô địch và áo quân giải cầu lông Axis Open 2023 Super 500 sử dụng cây vật gì để đăng quang, đặc biệt á nội dung đơn nam siêu hot luôn. Cùng mình tìm hiểu nha. Mở màn đêm chung kết là nội dung thi đấu đôi nam nữ. Đây là cuộc tranh tài nội bộ của tuyển Trung Quốc diễn ra giữa hạt giống số 1 Fan Yanzi Huân Đông Binh đối đầu với hạt giống số 4 là Jian Yanbang cùng với Wayasin. Với sự đẳng cấp của đương kim vô địch Olympic, Huân Đông Binh đánh lưới cực hay, có những cái màn xử lý lưới cực kỳ đẳng cấp luôn. Kết hợp cùng với người đàn em Fan Yanzi sở hữu một cái chiều cao cực kỳ khủng lên đến 1m95, có những cái pha đập cầu cực kỳ cấm, cùng với đó là cái sải tay siêu dài, nên là họ đã đánh bại cặp đôi người đồng hương với tỷ số lần lượt là 21-14 và 21-15, qua đó mạnh mẽ đăng quang ngôi vô địch Axis Open 2023. Với áo quân, Wayasin đảm nhận vai trò đánh ở phía trên lưới, cô này lựa chọn Yonex Axaber 7 Pro làm người bạn đồng hành, đánh bản trọng lượng 4U, đang lưới 66 tiên mắt mức đang 28LBS là 12kg. Còn với cầu đạp cha trên bàn lựa chọn siêu phẩm Yonex Nanoflare 1000Z bản trọng lượng nặng 3U, đang lưới Aerobike và cái mức đang là 30LBS là 13kg. Đến với nhà vô địch thì cả Fan Yanzi cùng với Huân Đông Binh đều lựa chọn sử dụng siêu phẩm Yonex Astrox 77 Pro. Thì với Huân Đông Binh đảm nhận ở cái vai trò ở phía trên lưới á, thì cô ta lựa chọn đánh cái bản trọng lượng 4U đang lưới 66 tiêm mắt với mức đang 27LBS là 12kg. Còn với cầu đập Fan Yanzi là lựa chọn là cái bản trọng lượng đạn 3U đang lưới Aerobike mức đang là 30LBS là 13kg, cực kỳ nổi trội với những cái pha chọi gạch lủng sân luôn. Thứ hai là nội dung thi đấu đơn nữ, tiếp tục là một cuộc tranh tài nội bộ của tuyển Trung Quốc diễn ra giữa hai cái tay vợt trẻ đầy tiềm năng luôn, đó chính là Han Yue với Wang Qiyi. Đây là một cái trận đấu cực kỳ căng thẳng luôn. Han Yue có một cái màn lật kèo siêu kinh điển nè. Ở xe 1 thì Han Yue thua, qua xe 2 là bị dẫn trước luôn, nhưng mà sau đó thì cô này đã có màn lật kèo đẳng cấp ở những cái điểm cuối và qua đó giành chiến thắng ở xe 2, được đà lớn tới. Qua xe 3 cô này có chiến thắng áp đảo luôn, qua đó là đăng quang ngôi vô địch Axis Open 2023. Với áo quân, Wang Qiyi sử dụng Yonex Nanoflare 800 bản 4U đang lưới Xbox 63, cái mức đang 28LBS là 12,5kg. Còn với nhà vô địch Han Yue tin dùng Yonex Astrox 77 đỏ bản trọng lượng 4U đang lưới BG80 mức đang 27LBS là 12kg nha. Thứ ba là nội dung thi đấu đơn nam, với sự góp mặt của thần búa Li Zicha. Hơn một năm trời rồi thì Li Zicha mới vào chơi trận chung kết của một cái giải đấu các bạn, và đối thủ của Li Zicha cũng chiến không kém cạnh dạo gần đây, đang rất là hot luôn, đó chính là người đàn em đồng hương Malaysia In Sion. Và wow, khi mà mình xem trận chung kết này thì mình ấn tượng thật sự với Li Zicha luôn. Không những có những cái pha đập cầu cháy sân nè, mà về cái khả năng đánh kiểm soát cầu, xử lý cầu trên sân đấu á, cũng cực kỳ hay, cực kỳ chính xác và cực kỳ tỉ mỉ. Qua đó là giúp Li Zicha đánh bại người đàn em với tỷ số lần lượt là 21-14 và 21-15, mạnh mẽ đăng quang ngôi vô địch Axis Open 2023 ở nội dung đơn nam. Với áo quân, In Sion sử dụng một cái siêu phẩm vợt từng một thời anh liệt bất bại một thời, đó chính là Yonex Astrox 99 cam. Anh này lựa chọn cho mình cái bản trọng lượng nặng 3U đang lưới là 66 Ultimax, cái mức đang là lên đến tận 31LBS là 14kg. Chắc chắn rồi, các bạn phải công nhận với mình một điều là In Sion là một trong những cái người chơi sở hữu cái quả đập cầu uy lực bậc nhất trên thế giới hiện nay. Và đến với nhà vô địch Li Zicha thì anh này sử dụng một cái siêu kiếm mới chưa được nhà Victor giới thiệu cho ra mắt luôn các bạn, với tên gọi đó chính là Victor Thuster Ryuga Metallic. Anh này đánh cái bản trọng lượng nặng là 3U, đang lưới là VBS 66 Nado, mức đang là 30LBS là 13,5kg các bạn. Wow, và cái cây vật này mình thấy là nó có cái phối màu là giữa đỏ với đen, với đỏ đen. Mình nghe nói đâu á, cái Ryuga Metallic này nó là sự kết hợp giữa Ryuga 1 với Ryuga 2. Nó có sức mạnh của Ryuga 1 và nó có cái sự linh hoạt của Ryuga 2, kết hợp lại là ra Ryuga Metallic này nha. Sau 3 cuộc tranh tài nội bộ thì thứ tư là nội dung thi đấu đôi nữ diễn ra giữa Kitty Tharakul Ratchongchai của Thái Lan đối đầu với Liu Shensu và Tan Ninh của Trung Quốc các bạn. Thì ở xe 1 là cặp đôi Trung Quốc hủy diệt hoàn toàn cặp đôi Thái Lan, qua xe 2 là cặp đôi Trung Quốc là bị dẫn trước với cái tỷ số là 20-16, là có đến 4 match ball, nhưng mà sau đó là họ gỡ lại 4 match ball này luôn và họ lật kèo của chiến thắng là 24-22. Quá là đẳng cấp, xứng đáng là đăng quang ngôi vô địch Axis Open 2023, quá là đẳng cấp luôn. Với áo quân, Kitty Tharakul là lựa chọn cái cây vợt Yonex Nanoflare 700 xanh nêu, còn với Ratchongchai là lựa chọn Yonex Nanoflare 700 đỏ nêu. Thì cả hai cái tay vợt này đều đánh là cái bản trọng lượng 4U, đang lưới là BG65T, mức đang là tận 30LBS là 13,5kg, cực kỳ cao so với những cái tay vợt nữ ha. Còn với nhà vô địch Liu Shangsu sử dụng cây vợt Yonex Axaber 11 Pro bản trọng lượng nặng 3U, còn với Tan Ninh là lựa chọn Yonex Astrox 100ZZ bản xanh trắng trọng lượng 4U nha.
Cuối cùng là nội dung thi đấu đôi nam nổi trội với những cái đường cầu nhanh đến chóng mặt nè, những cái pha đập cầu cháy sân luôn, diễn ra giữa Kim Astrup và Ander Skarup Rasmussen của Đan Mạch. Và đối thủ của họ là một chú ngựa đen chơi cực kỳ hay tại giải đấu lần này, không được xếp hạch giống nhưng mà vô đến tận trận chung kết luôn, đó chính là Man Wei Chong cùng với TK Woon của Malaysia. Trận đấu diễn ra đúng như mình dự kiến là nổi trội với những cái pha đập cầu rất là cháy nè, những cái đường cầu rất là nhanh, cả hai bên đều đánh rờ thi công với nhau luôn. Nhưng mà cuối cùng là với cái sự kinh nghiệm dày dặn của mình, bộ đôi Astrup và Rasmussen đã có chiến thắng lần lượt là 21-18 và 21-17, qua đó là đăng quang vô địch Asics Open 2023 nha. Với Á quân Man Wei Chong và TK Woon đều lựa chọn sử dụng cây vợt Yonex Astrup 77 Pro bản trọng lượng nặng 3U, thì Man Wei Chong là đang cái lưới BG 80, mức đan 30 LBS là 13,5 kg, còn với TK Woon là đang lưới BG 65T, mức đan là 31 LBS là 14 kg nha. Đến với nhà vô địch Kim Astrup đảm nhận cái vai trò đánh ở phía trên lưới, thì anh này lựa chọn cho mình cây vợt Linen Blade X 900 Maxon cái bản mặt trời ha, thì anh này đánh cho mình cái bản trọng lượng nặng 3U, đang lưới là Linen Duo 1, cái mức đang là 32 LBS, tính ra là 14,5 kg. Còn với cầu đập Ander Skarup Rasmussen á, là sử dụng một cái siêu phẩm vợt cực kỳ hot trong giới cầu lông phong trào chúng ta, đó chính là Linen Ace Sport 100. Anh này đánh cái bản trọng lượng nặng 3U, đang lưới Linen Duo 1 và cái mức đang là không thể nào tưởng tượng nổi luôn, 34 LBS, tính ra là 15,5 kg. Wow, hồi xưa đến nay mình chỉ thấy có cái anh Rasmussen này là đang tới tận 34 LBS là 15,5 kg các bạn, một con số mà khủng khiếp luôn. Cảm nhận mà khi chúng ta cầm vào chúng ta đánh là như mà cầm cái ván gỗ mà khi đánh cầu á. Và bởi vậy các bạn có thể thấy là Rasmussen có những cái pha đập cầu cực kỳ cháy, cực kỳ lũng sân, đập mà bên kia thủ không nổi luôn. Vừa rồi thì mình đã tóm tắt sơ lược 5 cái trận chung kết, cùng với đó là chia sẻ cho tất cả các bạn biết về nhà vô địch cùng với Á quân giải cầu lông Asics Open 2023 sử dụng cây vợt cầu lông gì để đăng quang. Nếu mà các bạn thấy video này của mình hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình cùng Team VIP một like, một đăng ký kênh. Đó sẽ là động lực để tụi mình làm những cái video tiếp theo được hay, chỉnh chu hơn và chiến hơn luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.